khám ảnh hơn 5 lần rồi. Từ lúc anh này đi là bác sĩ đi qua thì khám hơn 4-5 lần xong bác sĩ cho đi chụp CT. Chụp CT kết quả mới người ta mới gửi về tức thì là kết quả CT bình thường, không có vấn đề gì bất thường cả. Nghĩa là bác ảnh không bị nhồi máu não, ảnh không bị tai biến. Nghĩa là không có bị tai biến á. Dạ. Nghĩa là chỉ cái đầu bình thường hết, chỉ có tăng huyết áp thôi. Mà nó tăng huyết áp thì nó sẽ làm cái đầu nó tê tê, nó ong ong rồi nó đau đầu.